liên quan tới đòi nợ thuê, mới đây công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự 31 nghi phạm để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản do liên quan tới hoạt động đòi nợ thuê cho các ngân hàng, công ty tài chính. Cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê này là hai đối tượng Trần Hồng Tiến và Trần Văn Châu. Phòng trọng án của cục cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an vừa phối hợp với Công an Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá hai băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động đòi nợ bằng các thủ đoạn cực đoan, đòi nợ thuê, núp bóng nhiều công ty khác nhau. Ở nhóm thứ nhất, Công an Hà Nội xác định Trần Hồng Tiến sinh năm 1974, trú quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh là người điều hành. Nhóm này thành lập 7 công ty, thuê hơn 100 người chia thành nhiều bộ phận để thực hiện công việc thu nợ cho các công ty có nhu cầu. Cơ quan công an xác định ngoài bộ phận nhân sự kế toán, dữ liệu thông tin khách hàng, công ty này còn thành lập đội kỹ thuật do Phạm Văn Sơn, sinh năm 1987 làm trưởng phòng và bộ phận thu hồi nợ do Nguyễn Đức Khoa, sinh năm 1992 làm phó phòng, quản lý 103 nhân viên. Nhiệm vụ của nhóm Khoa là gọi điện thoại theo thông tin data khách hàng được cấp để đòi tiền. Mỗi tháng, công ty cấp cho nhân viên truy thu khoảng 500 hợp đồng để đòi khoản nợ khách vay. Mỗi nhóm phải đòi nợ được 300 triệu đồng mỗi tháng, nhân viên bị sa thải nếu 2 tháng liên tiếp không đòi nợ đủ định mức. Cục cảnh sát hình sự cho biết, công ty đòi nợ mua các khoản nợ khó đòi mà khách hàng đã vay của công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mirae Việt Nam, địa chỉ tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh và một số tổ chức tín dụng khác với giá bằng 12 đến 15% giá trị của tổng số tiền khách nợ. Sau khi có thông tin khoản nợ từ công ty Miraset, bộ phận vận hành cập nhật các thông tin khoản vay của khách hàng và hệ thống của công ty. Từ đây, nhân viên dùng số điện thoại liên tục khủng bố chửi bới, đe dọa người thân, đồng nghiệp của khách hàng. Một số nghi phạm còn các ghép hình ảnh khách hàng này hay người thân vào các hình ảnh đồ trụy, thông tin không đúng sự thật. Sau đó, họ dùng tài khoản ảo để đăng tải bình luận trên mạng xã hội nhằm bôi nhọ danh dự, tạo sức ép buộc khách hàng phải trả tiền. Quá trình khám xét công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, công an triệu tập 102 người liên quan, thu giữ gần 600 triệu đồng, 101 máy tính, 216 điện thoại và nhiều thùng tài liệu liên quan. Kết quả trích xuất dữ liệu thể hiện từ ngày 2 tháng 7 năm 2018 đến hết năm 2022, các công ty trên thu mua hơn 335.600 hợp đồng vay tiền của khách có tổng dư nợ trên 3.000 tỷ, sau đó họ đã đòi được trên 500 tỷ đồng. Nhóm thứ hai được xác định do Trần Văn Châu 43 tuổi và Hồ Quốc Hùng 36 tuổi, đều là phó giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt cầm đầu. Công ty này có trụ sở chính ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan công an xác định Châu và Hùng trực tiếp điều hành công ty và thuê Lê Thị Tuyết sinh năm 1985 đứng tên làm giám đốc. Vì bà Tuyết là luật sư nên đủ điều kiện pháp lý mở công ty luật. Cơ quan điều tra cáo buộc hoạt động của công ty luật pháp Việt là nhận đòi nợ thuê cho Ngân hàng Phương Đông OCB, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và các công ty tài chính như sihan Việt Nam. Trung bình mỗi tháng công ty đòi nợ 15 đến 20 tỷ và được hưởng 30% tổng số tiền đòi được. Ngày 22 tháng 3, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố bắt tạm giam Trần Văn Châu, Hồ Quốc Hùng và ba người khác về tội cưỡng đoạt tài sản. Ngoài ra cơ quan điều tra làm việc hơn 130 người liên quan khác, thu giữ 190 CPU máy tính để bàn, laptop và nhiều tài liệu lưu trữ khác. Thời gian gần đây, tình trạng đòi nợ thuê theo kiểu xã hội đen đã ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội cũng như đến cuộc sống của nhiều người. Vì vậy, cơ quan chức năng cần phải xử lý ngăn chặn, triệt phá để không còn tình trạng các băng nhóm cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê lộng hành. Qua đây cũng là bài học cho nhiều người không tiếp tay cho hoạt động này dễ ra mọi tranh chấp vay mượn hãy thông báo đến cơ quan chức năng để giải quyết theo đúng pháp luật